Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Go pop it like. Phát hiện bộ xương khổng lồ của quái vật không đầu tại bờ biển nước Nga. Ai cũng bất ngờ khi danh tính của bộ xương bí ẩn được tiết lộ. Mới đây, giới khoa học đã hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra một bộ xương khổng lồ trên bãi biển Siberia. Cụ thể, tháng 11 năm 2017, một số nhà nghiên cứu người Nga đã khai quật được một bộ xương có kích thước và họ nghi ngờ rằng đây có thể là tàn tích của một loài vật từ thời xa xưa đã bị tuyệt chủng hoặc là hóa thạch của một loài quái vật chưa ai biết đến. Nơi bộ xương được tìm thấy là khu bảo tồn thiên nhiên Komandorsky. Điều đáng kinh ngạc hơn là nó vẫn đang trong tình trạng gần như nguyên vẹn hoàn toàn, một điều rất hiếm gặp bởi đã trải qua hàng trăm năm dài. Sau khi khai quật và sắp xếp lại, các nhà khoa học mới nhận ra rằng đây không phải là hóa thạch của một con quái vật hay sinh vật thời tiền sử, mà chính là xương của một con bò biển Steller. Đây là loài động vật có vú ăn thực vật cực lớn dưới biển. Được biết, chúng đã từng thống trị quần đảo Kurmander trong vùng biển Arctic của Nga ở biển Bering. Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được thời gian và nguyên nhân khiến loài vật này tuyệt chủng. Mặc dù vậy, họ tin rằng khoảng thời gian xảy ra là năm 1768 do da và thịt của chúng có giá trị cao nên đã bị săn bắn quá mức và dẫn đến tuyệt chủng. Để khai quật bộ xương khổng lồ này, 8 người đã phải mất 4 giờ đồng hồ làm việc liên tục. Tuy thiếu mất một số đốt sống và các bộ phận của hộp sọ, nhưng bộ xương cũng đạt tới kích thước đáng nể, dài khoảng 5 mét. Một con bò biển Steller trưởng thành có thể dài tới hơn 7 mét và nặng từ 8 đến 10 tấn. Hy vọng rằng những khám phá mới về loài bò biển Steller sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những sinh vật không may mắn đã bị tuyệt chủng từ thời xa xưa.